Một mẫu tác phẩm mang lại niềm vui, may mắn tới cho mọi nhà. Và trước mắt anh chị và các bác đang được nhìn ngắm đó là tượng Ngài Phật Di Lặc. Và tác phẩm thì được bên em chế tác trên một phôi gỗ ngọc am bao dầu và cũng như là bao thơm cho toàn thể anh chị và các bác. Nếu như mà anh chị và các bác đã tìm hiểu về dòng gỗ ngọc am này rồi thì chắc chắn là không nên bỏ qua. Và tổng chiều cao cho mẫu tác phẩm này lên tới là 1m02, chiều ngang là 57 và chiều sâu là 43, với mức giá giao lưu chỉ là 23 triệu đồng và bên em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Và anh chị và các bác cùng được nhìn ngắm cho em trai ở mẫu tác phẩm này đây. Tượng Ngài Phật Di Lặc với dáng thế đứng rất là ung dung, khoan thai và tự tại, đục nhị phúc hai em nhỏ tiểu đồng, kèm thêm đó là hình ảnh của một chú nghê. Đấy, theo như phong thủy thì nghê cũng là một linh vật trong bộ tứ linh, có sức mạnh và trấn trạch trừ tà rất là tốt. Và anh chị và các bác ở mẫu tác phẩm này cùng được nhìn ngắm cho em những mẫu tác phẩm thì bên em làm rất là thời điểm bây giờ là bên em đang có rất là nhiều những mẫu tác phẩm tượng Ngài Phật Di Lặc trên phôi gỗ ngọc am to. Thì ở mẫu tác phẩm này em cũng mới hoàn thiện xong cho nên là rất đẹp anh chị nhá. Đấy, từ thần thái của Ngài này cho tới khuôn miệng của Ngài đang nở nụ cười rất là vui vẻ và cũng như hoan hỉ thôi. Và trên cổ thì đang đeo những chuỗi vòng tràng hạt chặt tỉa kênh bong hẳn lên. Đấy, em có thể di chuyển tay vào những cái phần chuỗi vòng tràng hạt của Ngài và bụng cụ càng to bao nhiêu thì mang lại ấm lo đủ bấy nhiêu. Tác phẩm này rất nặng anh chị nhá. Và xuống phía bên dưới thì có hình ảnh của củ nhân sâm Triều Tiên ngàn năm tuổi này. Và bên em có khắc họa luôn cái dòng chữ ở phía bệ này, đó là vạn sự như ý ở phần phiến đá, tạo lên cho tác phẩm có điểm nhấn và đẹp hơn rất là nhiều. Và em nhỏ tiểu đồng nữ này thì đang ngồi ở trên phiến đá và cầm vào cái giải lụa của Ngài đây. Đấy, thần thái thì quá là đẹp rồi. Đấy, tác phẩm này thì hơi lặng cho nên em cũng khó có thể di chuyển về phía sau cho anh chị mình nhìn ngắm được. Thì có tổng chiều cao là 1m02, ngang 57 và sâu là 43, 23 triệu đồng. Đấy, anh chị nào mà quan tâm thì có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua cho bọn em 0789 336 318 hoặc 0966 336 318 anh chị nhé, để được hữu duyên tác phẩm ạ. Em xin chào ạ.